Phật dạy, cách kiềm chế cơn giận. Chỉ cần nhẩm ba câu này để giữ tâm bình tĩnh, tiêu trừ rất nhiều ác nghiệp. Đức Phật luôn khuyên chúng ta không nên nóng giận, bởi cơn giận chính là liều thuốc độc giết chết bản thân mình. Cùng xem lời Phật dạy cách kiềm chế cơn giận ra sao, để luôn làm chủ được cảm xúc, bình yên, vui sống mỗi ngày, và cũng là tiêu trừ được rất nhiều ác nghiệp của bản thân. Thứ nhất, vì sao Đức Phật khuyên nên hạn chế nóng giận? Tức giận là một cơ chế phản xạ của con người khi đứng trước một sự việc không như ý. Tuy nhiên, việc tức giận quá mức sẽ dẫn đến ức chế tinh thần, khi không kiểm soát được, ắt sẽ bộc phát, gây ra những hành động sai trái. Trong giáo lý nhà Phật, nóng giận luôn là một hành vi không bao giờ được khuyến khích, dù rằng bộc lộ cử chỉ phẫn nộ nhiều khi có thể làm dịu bớt sự bực bội trong lòng. Nhưng chung quy, nóng giận sẽ đem lại phiền não cho người giận cũng như cho người bị giận. Đức Phật luôn khuyên mọi người chúng ta không nên nóng giận, cho dù có lý do chính đáng hay không chính đáng, hợp lý hay không hợp lý. Chỉ biết rằng khi nóng giận, tâm con người chắc chắn không đủ để kiểm soát hành vi và ngôn ngữ. Phật nói, hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người. Hỷ nộ ái ố là những cung bậc cảm xúc ai rồi cũng sẽ phải trải qua trong đời. Tất nhiên, khi đứng trước những bực dọc muộn phiền, con người ta sẽ rất khó nở một nụ cười mãn nguyện. Là những người bình thường ăn ngũ cốc, trạng thái tinh thần của chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng bởi tình cảm và ham muốn. Được bộc lộ cảm xúc là nhu cầu chính đáng của tất cả chúng ta. Nhưng cũng nên có sự tiết chế, nhất là trong cuộc sống rất nhiều cảm xúc. Thứ khiến con người tổn thương nhất đó là sự tức giận. Tức giận là một thứ tập khí thuộc căn bản phiền não lâu đời. Nó là một trong ba thứ có gốc rễ sâu xa trải qua từ vô lượng kiếp là tham, sân, si. Trong kinh thường gọi ba thứ này là tam độc, là nguyên nhân khiến con người tạo nghiệp bất thiện để rồi trôi lăn mãi trong luân hồi sanh tử. Mục tiêu chính yếu của giáo lý đạo Phật là diệt trừ phiền não và mọi khổ đau. Nên Phật đã lưu ý đến việc khuyên chúng sinh từ bỏ nóng giận, vì đó là nguyên do tạo ra phiền não. Không giận hờn là giữ được bình tĩnh trước những cảnh trái ý nghịch lòng. Giận hờn là tính xấu tai hại, chẳng khác ngọn lửa tàn bạo đốt cháy cả người giận lẫn những người xung quanh. Kinh Hoa Nghiêm có câu: nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Có nghĩa là một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Hay câu khác như: nhất sân chi quả, năng thiêu dạng khoảng công đức chi sơn. Tức là lửa giận hờn một khi đã phát ra có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. Khổng giáo cũng nói: nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu. Có nghĩa là dằn được cơn giận trong một lúc thì khỏi ưu phiền cả trăm ngày. Bao nhiêu phiền não xảy đến đều do ta chẳng biết dằn cơn giận mà ra. Phật khuyên ta nên lấy lòng từ bi và tính ôn hòa để thắng phẫn nộ. Đồng thời ta còn phải thận trọng lời nói, giữ gìn ngôn ngữ cho nhẹ nhàng, đúng đắn và không bao giờ nên thốt ra những lời nặng đề, thô lỗ, làm đau lòng người khác. Lời Phật dạy rằng, ta nên bày tỏ nỗi khổ của ta một cách chân tình và thật thà với người mà ta đang giận. Có như thế mới có cách giải quyết vấn đề. Điều khó nhất là diệt trừ phẫn nộ ngay từ trong tâm. Khi tâm ta không còn nghĩ đến giận hờn, thì tự nhiên cơn phẫn nộ sẽ không bộc phát. Và khi tập được tính không giận hờn, thì ta
có được đức tính nhẫn nhục cao quý. Ta sẽ dùng tình thương và lòng bao dung để đáp lại mọi trường hợp mà người phàm tục cho là đáng giận trong những lúc họ tranh giành phải trái hơn thua với nhau. Cơn giận chính là liều thuốc độc giết chết chính bản thân mình. Đó là lý do Đức Phật luôn khuyên chúng sanh cần học cách kiềm chế và bỏ qua cơn nóng giận. Thứ hai, Phật dạy cách kiềm chế cơn giận. Ngày xưa, tôn giả Ananda hỏi Đức Phật tại sao trên thế gian có người học Pháp mà bị bất hạnh. Đức Phật trả lời, một trong những nguyên nhân là do họ sân hận và thường nổi nóng, nói xấu người khác. Trong Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán có nói rằng, tổn hại do sân hận gây ra còn hơn cả một cơn bão bất ngờ. Dù có là Phật Như Lai cũng không thể cứu giúp được. Phật dạy cách kiềm chế cơn giận vốn rất đơn giản. Hãy nhẩm ba câu này trong tâm, cơn giận của bạn sẽ nguôi ngoai ngay lập tức. Câu đầu tiên đó là giận là tự hành hạ mình. Người xưa có quan niệm rằng giận dữ hại thân, và khoa học hiện đại cũng đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi con người tức giận, các chức năng cơ thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Khi chúng ta tức giận, nhất là khi tranh cãi với người khác, bạn có thể sẽ cảm thấy đau ở xương sườn. Nhiều người khi cảm xúc bộc phát quá mạnh mẽ, thậm chí sẽ cảm thấy khó thở và phổi như sắp nổ tung khi cơn giận ập đến. Về mặt sinh lý, tức giận khiến tim đập nhanh hơn, mặt nóng đỏ hơn, các cơ căng lên, cơ thể có xu hướng co quắp, rất dễ dẫn đến co rút hoặc nhồi máu cơ tim, tai biến hoặc đột quỵ. Trên thực tế, đây là những lời cảnh báo của cơ thể tới bạn, nhắc nhở bạn không nên nóng giận. Về mặt tâm lý, tức giận khiến bạn có thể bị trầm cảm, tự ti, mất tự trọng, tâm hồn bị chính mình làm tổn thương, có thể dẫn đến việc sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá, thậm chí là cả ma túy, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình và cả xã hội. Đạo Phật cho rằng, giận dữ không mang đến lợi ích gì, vì nó gây ra nhiều khó khăn trong đời này và tạo nghiệp bất thiện, để rồi kéo theo kết quả khổ đau trong những kiếp sau. Giận cũng làm tâm trí mù mờ, lú lẫn, khiến chúng ta không thể nhận thức một cách thấu đáo các pháp ngay trong thực tại. Vì vậy mà không thể đạt được giải thoát và giác ngộ. Tại sao có những người rất dễ nổi nóng, trong khi những người khác thì lại không? Phải chăng vì nghiệp quá khứ của họ quyết định như vậy, và chúng ta không thể can thiệp được gì? Khi nghiệp trổ quả, người ta có khuynh hướng làm lại những việc giống như những gì mình đã gieo. Kết quả này của nghiệp có thể hiện hành khi con người nghiêng về những suy nghĩ bất thiện hay bộc lộ cơn giận thông qua việc làm tổn thương người khác bằng hành động hay lời nói. Có nhiều người tự ngụy biện rằng mình sinh ra đã nóng tính nên thường thể hiện cảm xúc giận dữ là điều bình thường. Nhưng Đức Phật đã dạy các phương pháp để chuyển hóa cơn giận và tịnh hóa những nghiệp xấu do cơn giận gây ra. Vì vậy không có lý do gì để nói rằng bạn sinh ra đã là như thế và chẳng thể thay đổi được gì. Cơn giận cũng gián tiếp hoặc trực tiếp làm rạn nứt, đổ vỡ một mối quan hệ dày công xây dựng, dung đắp bằng cả chân thành. Người phải chịu sự tức giận có thể bị tổn thương tâm hồn, hoặc có thể coi bạn bè là kẻ thù, sẵn sàng đấu tranh, lập ra những kế hoạch báo thù. Hiển nhiên lúc này, không chỉ người tức giận, mà ngay cả người bị nhận những cảm xúc tiêu cực đó cũng có khả năng phải bị đẩy gần hơn đến ranh giới của tâm hồn ma quỷ La Sát. Trong lúc bị tức giận chi phối, con người thường không kiểm soát được bản thân mình, dẫn đến những hành động nóng dội sai lầm,
khiến bản thân phải ân hận, đau khổ, thậm chí là phải dằn vặt đến hết cuộc đời và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của những người xung quanh. Đức Phật đã dạy, trong tâm hồn con người luôn tồn tại song song nhiều hạt giống đang chực chờ nảy nở, sinh sôi. Hạt giống tức giận, hạt giống tham lam, hạt giống từ bi, hạt giống hòa nhã, hạt giống hỷ xả, hạt giống hòa ái, nhã nhặn. Người nào có hạt giống tức giận nhiều hơn sẽ trở thành một người hay tức tối, bực dọc, giận hờn, và ngược lại. Hạt giống nào thường xuyên được tưới tắm, nuôi dưỡng, ắt sẽ sinh sôi, nảy nở tốt hơn. Hạt giống nào không được chăm bón sẽ yếu dần đi. Câu thứ hai, người khôn không giận. Điều tiếp theo Phật dạy cách kiềm chế cơn giận là hãy luôn nhẩm trong đầu câu nói người khôn không nóng giận. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều đau khổ. Từ vô thỉ, chúng sinh trong sáu cõi đều bị vô minh ngăn trở, tâm mê mờ, nhận giả là thật. Vì vậy, tất cả mọi người và mọi vật, cũng như chúng ta, đều là những người bình thường bị che mắt. Nổi giận chẳng những không giải quyết được bất bình, mà còn trở thành một trở ngại mới. Trong cuộc sống, chuyện tốt không phải lúc nào cũng đến với bạn, và không phải chuyện tốt gì cũng suôn sẻ. Vậy nên, khi mọi chuyện không được như ý, bạn phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng tức giận, than vãn. Bạn có thể buồn, nhưng chỉ được một chút thôi. Napoleon từng nói, một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình vĩ đại hơn một anh hùng chiến thắng một thành phố. Mọi người đều sẽ trải qua mọi bất hạnh và thử thách trong cuộc sống. Hoặc là bạn bị thất bại nhất thời làm cho gục ngã. Hoặc là bạn đối mặt với nó một cách tích cực rồi vượt qua nó. Chỉ khi có đủ tập trung và sức bền trong cuộc sống, đối mặt với những khó khăn vất vả từ thế giới bên ngoài, không ngừng tích lũy năng lượng tích cực, nâng cao năng lực và rèn luyện sở trường của bản thân, thì con người mới có thể vững như cây tùng cây bách, có thể chống chọi với bão tố của cuộc đời. Cây tùng và cây bách đứng hiên ngang trên đỉnh núi, và khi cơn bão quét qua, hai loại cây này uốn cong thân mình theo gió để không bị gió làm gãy. Cuộc sống áp lực khiến chúng ta đôi lúc sẽ rơi vào trạng thái cáu giận hay bực tức, và khi đó thường ít khi suy nghĩ thấu đáo về những quyết định hay hành động tiếp theo của mình, nên dễ mắc sai lầm dẫn đến những hành vi tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình. Người trưởng thành nên biết có một loại khôn ngoan gọi là không tức giận. Cuộc sống này thiên biến vạn quá, hoàn cảnh luôn thay đổi. Một người khôn ngoan chân chính có thể giữ bình tĩnh khi xảy ra sự việc, không tức giận, không suy nghĩ buông bỏ, không hỗn loạn, không vướng mắc, duy trì tâm thái bình yên, có thể thoát ra khỏi mây mù và bước tiếp. Cổ nhân xưa đã dạy, lời giận trong lòng không nói ra cũng chẳng phải do khiếp sợ, mà là người biết suy trước nghĩ sau, tâm điềm ý đạm. Chỉ những người khôn ngoan, hiểu chuyện mới xử lý cơn tức giận của mình bằng những cách này. Không ai giăng buồm trong cơn bão. Người khôn ngoan hiểu rằng khi tức giận càng phải giữ mồm giữ miệng. Một lời nói ra không thể rút lại. Lời khi tức giận như hòn đá nặng quăng vào người khác, vừa khiến người khác tổn thương, vừa làm hại chính bản thân mình, nên càng cần phải suy xét cẩn thận. Những gì bạn không muốn nghe thì cũng đừng dành để nói cho người khác. Tu dưỡng đạo đức bắt nguồn từ tu khẩu. Tâm sáng ắt sẽ biết nghĩ tới cảm nhận của người khác mà lựa lời hay. Người có sự tu dưỡng may mắn ắt sẽ tự tìm đến. Câu thứ ba, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Câu nói tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng
vốn bắt nguồn từ giai thoại thú vị giữa Đại Thi Hào Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn sống vào khoảng thời Tống cuối thế kỷ 11. Ông Tô Đông Pha là một thi sĩ danh tiếng, không chỉ là một nhà thơ mà còn là nhà nghiên cứu Phật học rất uyên bác. Ông rất tự hào về văn sĩ, thư sĩ và cả hiểu biết Phật học của mình. Ông giao thiệp với thiền sư Phật Ấn, hai người rất thân thiết và thường trao đổi Phật học với nhau. Vào một ngày kia, ông qua thăm ngài Phật Ấn. Vì Phật sự nên ngài Phật Ấn không có ở chùa. Ông chờ đợi rất lâu nên làm bài thơ. Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoạn tỏa tử kim liên. Tạm dịch là: cúi đầu đảnh lễ pháp dương, mười phương tỏa sáng hào quang, tám gió thổi tâm không động, ngồi nghiêm trên đóa sen vàng. Bát phong có nghĩa là tám ngọn gió thổi rất mạnh, làm cho cuộc sống con người bị xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống. Nếu con người không bị tám ngọn gió này làm dao động thì cuộc sống rất bình thường. Tám ngọn gió này gồm: thứ nhất lợi, lợi lộc; thứ hai suy, tức là hao tổn; thứ ba hủy, tức là chê bai chỉ trích; thứ tư dư, có nghĩa là gián tiếp khen ngợi người; thứ năm xưng, là trực tiếp ca tụng người; thứ sáu là cơ, dựng sự việc giả dối để nói xấu người; thứ bảy khổ, tức là gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách khổ não; thứ tám lạc, tức là gặp được duyên tốt thuận cảnh, thân tâm vui vẻ hân hoan. Con người thường dao động, thể hiện cảm xúc vui buồn rõ rệt trước những hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống. Khi được lợi thì vui mừng hớn hở, ngược lại khi bị mất mát tổn hại suy thì buồn bã tiếc nuối, khi bị chê bai chỉ trích quỷ cảm thấy rất khó chịu, nhưng khi được khen ngợi dự thì vui thích hài lòng. Khi được mọi người xưng tán tung hô xưng thì hả hê ngất ngây hạnh phúc, ngược lại khi bị chế giễu du khống cơ thì hậm hực bức xúc không yên. Khi những điều không như ý ập đến khổ thì đau khổ thở than, và ngược lại khi mọi việc đều thuận lợi như ý lạc thì mừng rỡ vui vẻ. Cuộc sống của con người chẳng mấy khi được bình an vì luôn bị tám ngọn gió này chi phối. Do vậy, muốn thiết lập hạnh phúc và an vui trong đời sống, chúng ta phải giữ vững tâm ý khi tiếp xúc đối diện với tám ngọn gió này. Theo kinh Phật, ngày xưa có một người Bà La Môn, hôm ấy tâm tình không tốt nên đến chỗ Đức Phật ở, chỉ vào mũi Đức Phật mà nói những lời tục tiểu. Khi ông ta đã bình tĩnh lại một chút, Đức Phật hỏi ông ta: nếu ông cho người khác một vật gì đó mà người kia không nhận thì vật ấy có còn là của ông không? Người Bà La Môn nói: dĩ nhiên là còn. Đức Phật nói tiếp: vậy thì tôi không chấp nhận sự xúc phạm của ông. Bây giờ người này mới cảm thấy xấu hổ không thôi. Điều khó nhất là diệt trừ hận thù từ trong tâm. Khi không còn nghĩ đến tức giận, tự khắc cơn nóng giận sẽ nguội dần. Ta sẽ dùng tình thương và lòng bao dung để đáp lại mọi trường hợp mà người phàm tục cho là đáng giận, trong những lúc họ tranh giành phải trái hơn thua với nhau. Hãy luôn nhớ rằng, dứt bỏ được nóng giận hơn thua, cuộc đời sẽ tự nhiên thanh thản và dễ chịu hơn rất nhiều. Trong cuộc sống, đố kỵ là chuyện thường tình ai cũng hiểu. Ganh ghét, hơn thua, cái bệnh ái thủ như một đặc tính cố hữu, có chủng tử sắp sẵn trong tâm con người. Khi cái hạnh phúc người khác có được mà mình không có, thì đó cũng là một nguyên nhân của đố kỵ, dù biết rằng thật là vô cớ. Ta có thể hình dung như đứa bé tức tối dành sữa mẹ, hay sự âu yếm của mẹ dành cho đứa khác.
Nhưng lòng đố kỵ là không tốt cho mỗi con người chúng ta. Ta nên bỏ tâm đố kỵ để bớt phiền não, sống an lành hơn. Trịnh Công Sơn có câu hát: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chỉ vì ông ấy nhận ra chữ đủ, tri túc, tiện túc, và thầm nghĩ cảnh ta bà quá đổi vô thường, nên để gió cuốn đi. Vậy thì hãy sống hỷ xả đi, thông dong đi, dẹp tan lòng đố kỵ căm ghét hơn thua, cười thật tươi vì mừng cho ai ai cũng may mắn, để tránh khỏi cảnh huynh đệ tương tàn, tình thân mất mát, đồng tâm hiệp lực xây dựng mái nhà chung. Sau đây, mời quý Phật tử và quý thính giả cùng nghe lời khuyên sâu sắc của Phật về tâm đố kỵ. Bài đọc có tên: sống đừng ghen ăn tức ở. Nếu ta cứ mãi gieo tâm đố kỵ thì cả đời khổ đau. Sống đừng ghen ăn tức ở. Nếu ta cứ mãi gieo tâm đố kỵ thì cả đời khổ đau. Tùy hỷ là thuốc giải của đố kỵ. Chúc mừng bạn, bạn thật tuyệt vời, giỏi giang. Tôi cảm thấy vinh dự khi được quen bạn. Đấy là câu bạn nên nói thầm, nên nhắc nhủ chính mình khi bạn thấy người khác gặt hái thành công. Tuy nhiên, bạn cũng đừng biến nó thành câu chót lưỡi đầu môi, miệng nói thế nhưng lòng đắng như ngậm bồ hòn. Và bạn cứ tự hỏi, tại sao việc tốt cứ đến những người khác không mà lại lánh xa mình? Có thể lòng đố kỵ đó chỉ len lỏi dấy lên trong lòng, nhưng đấy cũng là dấu hiệu cho thấy lòng đố kỵ ghen ghét đang manh nha trong bạn. Thực ra con người rất dễ sinh lòng đố kỵ. Có thể nói nó đến bất chợt và có mặt mọi lúc mọi nơi. Chẳng qua là do mình chưa thực sự nhìn thấu bản chất của nó, các bậc thánh mới giữ lòng mình bình thản. Con người thường không ít thì nhiều, bất kỳ lúc nào cũng thấy vị chua chát trong lòng khi thấy người khác thành công. Tâm lý đố kỵ ghen tức được xếp vào loại phiền não ngấm ngầm khó trị. Có người hiểu rất rõ rằng có thể suốt đời cũng không thể gặt hái được thành quả tốt đẹp như họ. Nhưng cũng có những người không chịu chấp nhận, nó có gì là ghê gớm lắm đâu. Chẳng qua nó gặp may, có quan hệ tốt, từ nhỏ nó đã được bố mẹ toàn tâm toàn lực bồi dưỡng, xây đắp. Những gì mình chưa thể hoặc không thể có được thì luôn luôn cảm thấy bất an, không cam tâm chút nào. Đấy chính là đố kỵ. Có người thấy người khác thăng quan tiến chức cũng ghen ghét, cho là người đó nhờ nịnh nọt nên được như thế. Trong thực tế cuộc sống, không nhất định thăng quan tiến chức đều nhờ nịnh bợ. Bạn thử nghĩ kỹ đi, xem tại sao họ nịnh hót thành công, còn bạn thì không? Sao người ta có gia cảnh tốt đẹp, tại sao người khác được nhiều người yêu quý, ủng hộ, còn bạn thì không? Có người từng kể với tôi về việc cấp trên của vị đó hỏi về một đồng nghiệp thế nào. Vị này nghĩ bụng, chắc ông chủ đang cố ý đề bạt, nên dù rất muốn trả lời, anh ấy là người ưu tú, không những tận tâm tận trách trong công việc mà còn rất tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, vị này cho rằng nếu mình nói thật như thế, e rằng ông chủ sẽ chỉ chú ý đến người kia và quên hẳn mình đi. Thế là đành nói, xét về mặt biểu hiện, anh ấy là người tốt, nhưng theo nhận xét của một số đồng nghiệp khác thì ngược lại. Mặc dù vậy, theo nhận xét của cá nhân tôi, anh ấy là người tốt. Có điều nhiều lúc anh ấy ghen tức giúp tôi. Tôi nhận thấy anh ấy có điều gì đó thiếu sót vì cách sống và ứng xử với bạn bè, đồng nghiệp. Cuối cùng, ông chủ vẫn quyết định cho người kia thăng chức, chứ không phải vị này. Thật ra, ông chủ chỉ muốn thử lòng vị này xem có đủ tiêu chuẩn để giữ trọng trách hay không, nên mới hỏi vậy. Nếu lúc đó vị này lòng dạ quảng đại, biết cách phát hiện ưu điểm và khen ngợi người khác, thì người thăng chức có lẽ không phải người kia mà chính là vị này. Nhưng qua cách trả lời cho thấy,
vị này lòng dạ hẹp hòi, không đủ tư cách giữ trọng trách. Từ đó, chúng ta thấy lòng đố kỵ ghen tức đã đánh mất cơ hội cho vị này. Khi bạn thấy lòng đố kỵ trong mình nổi dậy, bạn cần đề cao cảnh giác, lập tức nghĩ đến hạnh tùy hỷ người khác được điều tốt cũng như mình có được. Để hóa giải lòng đố kỵ ghen ghét, chúng ta hãy học cách tán dương, khen ngợi người khác. Thấy người khác thành công, mình vui như chính mình đang thành công. Trường hợp có người cho rằng khen ngợi, tán dương khi thấy người khác thành công, phải chăng là việc giúp họ thêm cơ hội thành công? Tục ngữ có câu, đã giúp thì giúp đến cùng. Nếu bạn tự thấy bản thân không thể làm được, nhưng có người đã làm tốt, thì bạn nên giúp đỡ, ủng hộ hết mình. Làm thế, nghĩa là bạn đang tích phúc, bạn giúp mình hóa giải đố kỵ, ghen ghét và làm người khác vui mừng. Trong thi đấu cũng thế, khi bản thân mình không giành được huy chương nào, nhưng các bạn trong đội giành được thì bạn cũng được thơm lây. Nếu bạn có thái độ đối nhân xử thế theo tinh thần này, biết cách khen ngợi ưu điểm để tìm cách học tập ưu điểm đó của người khác, chắc chắn bạn sẽ tiến bộ không ngừng và tâm lý đố kỵ ghen tức cũng sẽ không còn trong bạn nữa. Làm thế nào để diệt trừ lòng đố kỵ? Có người khi thấy người khác thành công, vinh dự, tốt đẹp, thường khen ngợi, tán dương, nhưng trong lòng lại khâm phục. Có người lại nghĩ bụng, người kia chẳng có tài cán gì. Đấy chính là biểu hiện của lòng đố kỵ đang dấy khởi. Đố kỵ ghen ghét là tâm lý phổ biến của con người, thậm chí là người tu hành cũng không tránh được lòng đố kỵ. Chỉ khác ở điểm là mức độ đố kỵ ghen ghét ít hay nhiều, lớn hay nhỏ mà thôi. Đố kỵ khiến người ta mê mờ, nghi hoặc, đánh mất cơ hội nhìn lại bản thân, đồng thời còn là vật cản lớn trên con đường thành công của mỗi con người. Tâm lý đố kỵ gần giống với sự ích kỷ hẹp hòi, vì chúng đều có đặc điểm chung là nếu mình không có được thì người khác cũng không thể có. Ví dụ, chàng trai theo đuổi một cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái đã có người yêu nên chàng trai kia theo đuổi trong vô vọng. Vì không có được tình cảm của cô gái, người kia liền nghĩ đến việc phá hoại hạnh phúc của đôi này. Sở dĩ người kia làm như vậy là vì lòng đố kỵ ghen ghét trong lòng anh ta quá lớn. Ví dụ nữa, mình vốn vui vẻ làm việc, nhưng do lòng đố kỵ khởi lên, luôn nghĩ đến đối tượng mà mình ghen tức. Từ đó, hàng loạt tội chứng và những từ ngữ trách móc nung nấu trong lòng khiến mình cảm thấy bất an, không thể làm việc tập trung. Cứ như thế dần dần sẽ trở thành sự oán hận. Xét từ quan điểm Phật Pháp, đố kỵ là một trong những món phiền não nặng nề. Nó có liên quan mật thiết đến tâm sân hận. Tam độc mà Phật giáo thường nhắc đến chỉ cho lòng tham lam, sân hận và ngu si. Nhưng cũng có một số kinh luận khác lại cho rằng tam độc gồm tham dục, tật đố tức ghen ghét, đố kỵ trong Phật giáo, Thượng Đế từ tật đố và tà kiến. Theo quan điểm này, tật đố ghen ghét đố kỵ được xếp vào một trong ba độc lớn nhất của con người. Tật đố là biểu hiện của sân hận. Vì thế, tật đố chính là mặt khác của sân hận. Chúng có cùng tính bất thiện chung là đều hại người hại mình. Vậy làm thế nào để hóa giải lòng đố kỵ ghen ghét? Có hai con đường hóa giải lòng đố kỵ. Một là không nên đố kỵ ghen ghét người khác. Hai là không được làm bản thân thành đối tượng đố kỵ ghen ghét của người khác. Phương pháp hóa giải đố kỵ hữu hiệu nhất là thực hiện hạnh nguyện thứ 5 trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền là tùy hỷ công đức. Công đức có được nhiều sự tán thán vui vẻ như chính bản thân mình có được khi thấy người khác thành công. Thêm một ý nghĩa của tùy hỷ công đức nữa là khi bạn thành công, bạn phải hồi hướng chia đều hạnh phúc, thành công đến tất cả mọi người. Không nghĩ đó là thành công của riêng bản thân.
Có lần, trong lễ tuyên dương trao giải thưởng Ái Tâm Tình Thương cho 10 gương mặt tiêu biểu về sự nghiệp từ thiện xã hội, trong đó có tôi. Tôi đã thay mặt những người còn lại phát biểu cảm tưởng như ý rằng tôi được tuyên dương và những giải thưởng ái tâm không có nghĩa là trong xã hội chỉ có 10 người có tình thương, 10 người làm từ thiện, mà chúng tôi chỉ là những người đại diện cho tất cả những người làm sự nghiệp từ thiện trong xã hội. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là người may mắn được người khác đề cử nhận giải mà thôi. Thực ra còn có nhiều người âm thầm cống hiến, họ vĩ đại và đáng được biểu dương hơn chúng tôi nhiều. Vả lại, đây là giải thưởng không dành riêng cho mỗi cá nhân tôi, mà là giải thưởng chung cho sự cống hiến nỗ lực của tín chúng Bồ Tát và Nghĩa Công Bồ Tát trong Hội Pháp Cổ Sơn. Vì thế, khi thấy tôi nhận giải thưởng này, mọi người không khởi tâm đố kỵ vì đây là sự nghiệp chung của mọi người, chứ chẳng phải của cá nhân tôi. Giải thưởng này có ý nghĩa khích lệ, động viên tất cả mọi người. Hãy làm điều thiện, cống hiến sức mình cho xã hội. Khi làm được một việc gì đó thành công, chúng ta không nên có tâm lý kiêu căng, thấy mình vĩ đại, vì một khi bạn khởi tâm nghĩ rằng đây là điều vinh dự đáng được tự hào, thì sẽ gây tâm lý đố kỵ, ghen ghét của người khác. Bạn làm việc dưới sự khiêm tốn, lễ độ, sẽ giúp người khác không khởi tâm đố kỵ với bạn, nên gieo ân, không nên kết oán. Tâm oán hận, đố kỵ đều liên quan mật thiết đến tâm sân hận. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có nhiều điều khác biệt. Đố kỵ là tâm lý ghen tức, không thích người khác có được những gì mà mình nghĩ cái đó đáng lẽ phải là của mình. Nói chung, đố kỵ là không thích người khác có điều tốt. Ví dụ, khi bạn thấy người khác có xe hơi, có nhà đẹp, trong khi mình không có, bạn sẽ ghen ăn tức ở, đâm bị thóc, chọc bị gạo để thỏa lòng ghen tức. Còn oán hận là cảm giác bất công vì những gì mình nhận được quá bọt bèo so với những gì mình đã bỏ ra. Ví dụ, khi bạn thấy người khác dùng tiền có thể đẻ ra tiền, họ kiếm tiền rất dễ, rất nhiều trong một thời gian rất ngắn. Trong khi đó, bạn phải vất vả, khó nhọc mới kiếm được một ít tiền. Đây là điều mà hầu hết mọi người đều cảm thấy bất công, cảm thấy mình bị ấm ức. Tâm lý oán hận bắt nguồn từ những suy nghĩ như thế. Oán hận là hiện tượng mất thăng bằng tâm lý, cho rằng một đối tượng, một sự việc, thậm chí các cuộc đời này đã không đối xử công bằng với mình. Có người oán trách ông trời đã bất công với mình rằng rõ ràng mình làm việc thiện, sao lại chỉ mỗi mình chịu khổ? Tại sao toàn những chuyện bất hạnh xảy ra với mình mà không xảy ra với người khác? Tại sao người tốt không được quả báo tốt? Ngược lại, người xấu lại toàn gặt hái kết quả tốt này đến quả đẹp khác. Những người có tư tưởng như thế thường nghĩ rằng chế độ nhà nước, môi trường xã hội, bạn bè thân thuộc đều trở mặt với mình và dường như trăm vạn điều sai trái đều do người khác gây ra, còn bản thân họ luôn là số một. Tâm lý mất thăng bằng này là cội nguồn của sự oán hận, là nguồn gốc của bất hạnh và đau khổ cho người đó. Tình thân như ruột thịt, máu chảy ruột mềm là những câu nói thể hiện tình cảm thân thủ, máu mủ trong quan hệ gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, do nhiều mối quan hệ lợi ích đang xen nên không ít gia đình xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Những lúc như thế, nếu không biết cách hòa giải thì mâu thuẫn xung đột sẽ ngày càng lớn. Có lúc chuyện xích mích mâu thuẫn với người ngoài còn ít hơn là người thân trong gia đình. Ví dụ, những người làm mẹ thường đối đãi công bằng với các con của mình, nhưng chỉ cần thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút dành cho đứa này thì đứa kia sẽ cảm thấy bất công, cảm thấy mẹ chưa chăm sóc công bằng và chu đáo, từ đó hình thành ý nghĩ bố mẹ bất công. Ở đâu tâm lý bất công xuất hiện thì khi đó sẽ có sự oán hận. Tục ngữ có câu, không phải oan gia, không chung nhà.
có người còn gọi vợ hoặc chồng mình là tiểu an gia. Điều đó có nghĩa là giữa tình yêu và hận thù có mối duyên gắn bó với nhau, ranh giới giữa chúng mơ hồ, khó phân biệt. Những người đã cùng chung sống với mình thì hoặc là người thân hoặc là oan gia. Nó là chuỗi ân oán trả mãi không dứt, khó phân định rạch ròi, nhưng nói chung thì kết oán chiếm tỷ lệ cao hơn so với kết ân. Vì thế, kiếp sau lại tiếp tục làm người thân kẻ oán của nhau mãi. Phương Tây có câu ngạn ngữ, khi bạn oán hận ai, thì lúc đó bạn sẽ là nô lệ của người đó. Giao tiếp ứng xử giữa người với người, chỉ nên kết ân, không nên kết oán. Một gia đình, một đoàn thể, một xã hội biết kết ân thay cho kết oán, thì mọi người sẽ được chung sống trong hòa bình, hạnh phúc. Nếu không, thời gian bạn nghĩ đến kẻ thù nhiều hơn nghĩ về chính bạn, thì sẽ biến cuộc sống thành bãi chiến trường, địa ngục. Vì thế, khi bạn tiếp xúc với bất kỳ người nào, bạn cũng đừng quên tấm lòng bao dung, đừng bao giờ nghĩ đến thù địch. Xóa trừ oán hận bằng lòng cảm ơn. Con người thường chỉ nhớ oán mà hay quên ân. Vì thế, đã lấy câu làm ơn mất oán hay cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán để nhắc nhở bản thân khi thi ân. Đây quả là một nhận định, một quan niệm vô cùng sai lầm. Khi người khác đối xử tốt với bạn, với lòng tham lam của mình, bạn luôn luôn mong muốn người kia sẽ đối xử tốt hơn nữa. Ngược lại, khi bạn đi tìm người khác, bạn có cảm giác người ta cho ân ít rồi quán trách người ta hẹp hòi. Nếu nghĩ thế, chứng tỏ bạn là người vong ân, chỉ luôn mong người khác thi ân. Người có suy nghĩ như thế luôn cho rằng việc người khác thi ân giúp mình toàn là việc nên làm. Bố, mẹ, anh chị em tốt với bạn là điều hiển nhiên. Thậm chí còn cho rằng mình đã giúp người khác vui thì mình trở thành đối tượng cho họ quan tâm, giúp đỡ. Một khi quen với cách nghĩ đó, bạn sẽ thấy oán hận người khác nếu họ không quan tâm đến bạn. Người vong ân thường oán hận tất cả mọi người, mọi việc. Ngày trời nắng, họ trách sao trời nóng quá vậy? Muốn thiêu chết con người hay sao mà không chịu mưa? Khi trời mưa lại trách, trời sao mưa mãi mưa hoài, không chịu tạnh cho ấm áp? Nếu thời tiết bốn mùa ấm áp, tươi đẹp như mùa xuân, cũng trách, trời gì mà mùa nào như mùa nấy, chẳng phân biệt xuân hạ thu đông gì cả. Với họ, từ môi trường tự nhiên đến con người, chẳng có gì để họ phải cảm ơn cả. Họ luôn sống trong quán trách hận, thù kẻ vong ân, phụ nghĩa, mãi mãi không bao giờ thấy đủ, chỉ biết ôm lòng oán trách người khác. Chính vì thế, chúng ta cần chế ngự tâm oán hận. Một khi thấy mình oán hận, hãy nghĩ cách hóa giải, như thế mới tránh ảnh hưởng xấu cho mình. Cách hóa giải hận thù tốt nhất là hãy nuôi dưỡng lòng tri ân đối với mọi người, mọi việc. Con người không thể sống tách rời khỏi quần thể xã hội. Muôn sự muôn nhật đều là ân nhân của chúng ta. Chúng ta ăn uống, ngủ, nghỉ, thở, đi lại đều mang ơn con người và sự vật. Vì thế, hãy học cách cảm ơn. Khi bạn biết ơn cả cỏ cây, hoa lá, trời đất, vạn vật, thì lòng oán hận sẽ không hiện hữu trong bạn nữa. Bạn thấy thỏa mãn hạnh phúc hay không, không liên quan đến việc bạn sở hữu được bao nhiêu của cải vật chất hay sự quan tâm của người khác, mà then chốt là tâm lý bạn thế nào và bạn tiếp cận sự nghiệp dưới góc độ nào. Tâm sinh thì muôn nghiệp sinh, tâm nghiệp thì muôn vật cũng nghiệp theo. Mọi sự vật trong đời đều do tâm mình làm chủ. Nếu bạn nuôi dưỡng lòng tri ân, biết đủ thì cuộc đời bạn tự nhiên cũng vẹn toàn. Dù bạn không còn sở hữu bất kỳ một điều gì, nhưng chỉ cần bạn thấy hài lòng, mãn nguyện khi ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước, hít thở không khí, bạn đều phải biết cảm ơn và nói lời tri ân, thì nhất định bạn sẽ sống từng ngày trong hạnh phúc. Học tập từ bi và bao dung. Làm thế nào để chung sống với người mình không thích?
người Trung Quốc thường dùng từ nhân duyên, người Nhật dùng từ nhân khí để nói về mối quan hệ giữa người với người. Ví dụ, một diễn viên tuy nhập vai diễn không xuất sắc lắm, nhưng do người đó có điều gì đó khác người thì điểm khác người đó trở nên thu hút người xem. Ngược lại, một diễn viên không được mọi người hoan nghênh nhưng nhập vai xuất sắc, diễn xuất hay vẫn sẽ được nhiều người mến mộ tài năng. Đó chính là hai cách làm quen với người khác của hai kiểu người vừa nêu. Cuối cùng, họ đều được lòng người. Tôi thường thuyết giảng ở nhiều nơi hoặc viết sách cũng là cách làm quen với mọi người. Vì thế, khi đi đường có người chào tôi và hỏi: "Xin hỏi thầy có phải là Hòa Thượng Thánh Nghi? Tôi có đọc sách của thầy." Tuy tôi không được trực tiếp nói chuyện với họ, nhưng họ đọc sách hoặc xem các chương trình diễn giảng Phật Pháp của tôi qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng được xem là đã gián tiếp nói chuyện với tôi. Như thế, cũng có thể xem là tôi đã kết duyên cùng mọi người. Theo quan điểm Phật giáo, gặp gỡ trực tiếp hay gián tiếp như thế đều được gọi là duyên. Nếu chúng ta kết duyên lành, người khác sẽ chủ động gần gũi bạn, thích được làm quen với bạn. Nếu là duyên chẳng lành thì họ sẽ ghét bạn, không muốn hợp tác với bạn. Mọi người có duyên chung sống gần gũi nhau trong một môi trường nhất định sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiện và quý mến nhau. Với người thiếu duyên, chỉ cần nhìn thấy hình dáng người kia đã thấy đáng ghét, bất kỳ hành vi, cử chỉ nào của họ đều là cái đinh trong mắt bạn. Bạn không thích, thậm chí cả đến kiểu tóc hay dáng đi của người đó, bạn đều cảm thấy khó chịu. Thực ra vấn đề không nằm ở bản thân đối phương, vì yêu hay ghét nằm ở cảm giác chủ quan của bạn. Có những quan niệm về yêu ghét hình thành trong bạn từ hồi bạn còn nhỏ, có khi là những ký ức xấu đọng lại trong bạn, khiến bạn có kinh nghiệm về cách nhìn nhận những người có ngoại hình tương tự với người mà bạn ghét. Thế là bạn ghét luôn người mới quen kia. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy người có khuôn mặt hình tam giác, theo kinh nghiệm có trước, bạn thấy đầu rắn độc cũng có hình tam giác. Thế là bạn ghét luôn người có khuôn mặt hình tam giác. Khi bạn nhìn người có khuôn mặt gầy gò, da dày, bạn liên tưởng đến mặt ngựa, bạn cảm thấy người đó xấu xí, khó nhìn, khó ưa. Khi bạn thấy người có khuôn mặt tròn, bạn liên tưởng đến chiếc bánh đa, bạn thấy họ thô lỗ, thiếu lịch sự. Bất luận bạn nhìn khuôn mặt nào cũng không thích, cũng có điểm để bạn phê bình và lý do để ghét. Ngược lại, khi bạn tiếp xúc với người nào đó, có khuôn mặt giống người mà bạn từng quen và họ cũng từng mang lại niềm vui cho bạn, bạn sẽ cảm thấy mến họ. Khi bạn tự nhiên cảm thấy không thích một người nào đó, rất có thể do kiếp trước bạn đã không kết duyên với họ hoặc là do bạn kết duyên không tốt. Cũng có thể do ngay trong kiếp này bạn không thích kết duyên với những người như thế. Có điều bạn cần lưu ý, tất cả những người mà bạn thiếu thiện cảm không nhất định họ sẽ mang lại bất lợi cho bạn. Tất cả đều do ý kiến chủ quan của bạn chi phối, khiến bạn không thích tiếp xúc với họ. Trường hợp cả hai bên đều không thích nhau, rất có thể hai bên sẽ trở thành đối địch. Khi chúng ta gặp người mà mình không thích, bạn nên nghĩ rằng chắc kiếp trước mình không kết duyên lành với họ, nên đời này họ đến làm phiền bạn. Chỉnh lưng bạn làm bạn khó chịu. Bạn phải cảm ơn họ vì họ đã cho bạn cơ hội để rèn luyện bản thân, tạo không gian cho bạn trưởng thành. Thậm chí khi bạn đối xử tốt với đối phương nhưng họ vẫn không chấp nhận, thì bạn hãy nghĩ kiếp này không thuận lòng nhau, nhất định là do không gieo duyên từ kiếp trước. Nếu cứ tiếp tục thì kiếp sau sẽ ghét nhau mãi. Vì thế, trước hết bạn phải là một người bạn tốt của họ trước. Nếu bạn có ý nghĩ như thế, thì dù gặp phải người mình không thích, cũng cảm thấy họ đều là những vị Bồ Tát đến tác thành cho bạn. Vì thế, khi người khác đối xử không tốt với mình, bạn cũng phải đối xử thật tốt với họ. Nếu bị người khác làm tổn thương, bạn vẫn cần yêu thương họ. Nếu người khác khi dễ bạn,
bạn phải tha thứ cho họ. Đấy gọi là rộng kết, duyên lành. Bạn cứ tiếp tục như thế, người khác sẽ thay đổi thái độ, thay đổi cách nhìn về bạn theo hướng tốt dần lên. Có thể cả đời này bạn cho đi, nhưng vẫn chưa có quả báo tốt, vẫn không có được thiện cảm của mọi người. Bạn vẫn phải tiếp tục kết duyên lành với họ. Đây được gọi là kết duyên lành cho kiếp sau. Cây cỏ côn trùng còn có tình cảm, huống chi là con người. Chỉ cần bạn có ý tốt thì mọi người cũng sẽ thay đổi cách nhìn xấu về bạn. Kiếp này chưa được thì bạn cứ vun trồng duyên lành cho kiếp sau. Vì thế, chỉ cần bạn có niềm tin vào việc gieo duyên lành thì việc bạn sống với người mình không thích sẽ không còn là cực hình với bạn nữa. Chuyển hóa phiền não. Con người hiện đại sống trong những ngôi nhà ngăn cách nhau bằng bê tông cốt thép. Càng xây bao nhiêu, sự ngăn cách giữa các ngôi nhà càng kiên cố bấy nhiêu. Bức tường ngăn cách lòng người cũng thế, càng ngày càng cao lên theo lòng tham lam, ích kỷ của mình. Bức tường ngăn cách trong lòng người được xây dựng bằng chất liệu lấy mình làm trung tâm của vũ trụ mà nên, từ đó mọi người không còn thẳng thắn nhìn vào lòng nhau được nữa. Thực ra đây không phải là đặc điểm của con người hiện đại, vì đó là tâm lý phổ biến nên đời nào cũng vậy. Chẳng qua thời xưa, con người không đủ điều kiện để thực hiện. Thời kỳ đức trị đến đỉnh cao trong xã hội thời xưa, kể về người đi đường không nhặt của rơi, chỉ được nghe kể trong sử sách. Thời con người thương yêu, đối đãi nhau bằng lòng chân thành cũng rất hiếm, coi chăng cũng chỉ qua sách vở ghi chép. Vào thời loạn lạc, con người lại càng phong tỏa lòng mình để tránh người khác xâm hại. Vì thế, nhân gian có câu, không nên có lòng hại người, càng không thể thiếu lòng đề phòng hại người. Nhưng rốt cuộc là chúng ta cần phòng ngừa điều gì? Nếu phòng ngừa giặc cướp, thế thì giặc từ đâu mà có ai là giặc? Giặc chính là người sẽ làm tổn thương bạn, khiến bạn bị tổn thất tiền của. Và nếu ai làm những điều như thế là giặc thì rất có thể sẽ có ngay trong nhà bạn. Ngay cả người thân thích ruột thịt cũng có thể là giặc. Như thế, chắc chắn bạn không thể phòng ngừa được. Khi bạn càng phòng ngừa thì tình cảm giữa bạn với mọi người càng ngăn cách. Đó chính là điều kiện để giặc khởi lên. Sở dĩ mình xem người khác là giặc chính là để đề cao cảnh giác cho bản thân. Bạn không những sợ những người khác làm hại bạn, mà cơ hội giúp đỡ người khác của bạn cũng giảm bớt. Đấy là thái độ thể hiện lòng ích kỷ hẹp hòi, cũng là nguồn gốc của phiền não. Vì thế, bạn cần xóa bỏ bức tường ngăn cách trong lòng bạn, tiêu diệt giặc ngay trong lòng để mọi người chung sống hòa thuận, chân thành với nhau. Diệt phiền não trong bản thân là tiền đề của mọi sự tốt đẹp. Trong Phật giáo, có rất nhiều từ chỉ phiền não như tham lam, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ, tà kiến. Khi bạn bớt một ít lòng tham, thì tự tâm của bạn tăng trưởng thêm một ít, giảm một chút sân hận sẽ tăng một chút khoan dung tha thứ, giảm một ít ngu si sẽ tăng thêm một chút trí tuệ. Giảm một ít lòng kiêu căng ngã mạn sẽ tăng thêm một ít khiêm tốn lễ độ. Giảm một chút nghi ngờ sẽ tăng thêm một ít niềm tin. Nếu bạn chuyển hóa phiền não trên thành từ bi trí tuệ, niềm tin, khiêm tốn, tha thứ, bao dung thì giặc trong lòng bạn chẳng còn nơi nào ẩn nấp. Khi đó, cửa lòng của bạn tự nhiên rộng mở. Khi đó, bức tường ngăn cách trong lòng người sẽ tiêu mất. Người với người sẽ thông cảm, hiểu biết nhau. Khi đó, bạn không phải bận tâm với việc mình sẽ bị cướp mất tài sản, không bị khi dễ, không còn giặc cướp để bạn phải nơm nớp lo sợ nữa. Tôi thường nói ai cũng là người tốt, chẳng ai là người xấu cả. Tuy nhiên, để xóa bỏ hoàn toàn tâm lý nghi ngờ đối với người khác là điều rất khó, vì không ai có thể gặp nhau lần đầu đã tin tưởng nhau. Hơn nữa, tâm lý con người cũng vô thường. Có thể do một nguyên nhân nào đó mà một con người tốt có thể làm việc xấu.
Nếu lúc nào bạn cũng bận tâm với việc đề phòng người khác, thì người khác cũng thế, họ cũng sẽ đề cao cảnh giác với bạn. Từ đó, hố ngăn cách trong lòng người ngày càng đào sâu thêm. Đề phòng kẻ gian là tâm lý cần có. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghi ngờ tất cả mọi người, vì tin tất cả và hoài nghi tất cả đều lỗi lầm như nhau. Trong đối nhân xử thế, bạn cần có thái độ chân thành, bạn phải luôn nghĩ rằng ai cũng là người tốt. Như thế, bạn mới xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Trong thực tế, có thể bạn không đề phòng hoài nghi người khác, nhưng người khác vẫn nghi ngờ đề phòng bạn, thì bạn không nên giận người ta. Khi đó, bạn phải hiểu rằng sở dĩ họ làm như thế với mình là do trước đây họ đã bị quá nhiều người lừa dối nên mới đề phòng như thế. Người như thế cần bạn quan tâm và thông cảm hơn. Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ như thế, thì hố ngăn cách giữa bạn và mọi người sẽ được lấp dần bằng tình yêu và lòng tin tưởng lẫn nhau. Từ đó, bạn sẽ thấy con người đáng yêu chứ không đáng sợ như bạn từng nhầm tưởng. Vì thế, nếu bạn muốn mình sống trong môi trường vui vẻ, thoải mái, thì trước hết, bạn phải chuyển hóa phiền não trong lòng bạn trước. Hãy mở lòng ra với mọi người, rộng kết duyên lành trong quan hệ con người. Chỉ cần chúng ta biết tôn trọng, biết quan tâm đến người khác, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm họ phạm phải, với lòng từ bi và sự khoan dung độ lượng, gỡ bỏ bức tường ngăn cách trong lòng, thì con người sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Được thế là bạn đã xây dựng tình hữu nghị chân thành thay cho bức tường ngăn cách lòng người. Thuận theo tự nhiên, ta sẽ hiểu được vạn sự tùy duyên. Vạn sự đau khổ đều do con người cưỡng cầu mà ra. Bồ Tát nói thuận theo tự nhiên là một loại phúc hay đó là cảnh giới cao nhất của trí tuệ. Có một kẻ lang thang đi vào chùa, thấy Bồ Tát ngồi trên đài sen, nhận cúng bái của mọi người, anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói, tôi có thể đổi chỗ ngồi với người một lát không? Bồ Tát trả lời, chỉ cần anh không mở miệng, kẻ lang thang ngồi lên đài sen trước mắt của anh là cả một ngày hỗn loạn ầm ĩ. Người đến phần lớn là người cầu điều này, điều kia, anh vẫn cố gắng chịu đựng, trước sau không mở miệng. Một ngày, một phú ông đến, phú ông nói, cầu Bồ Tát ban cho con một đức tính tốt. Nói xong, ông dập đầu đứng dậy, ví tiền lại bị rơi xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Sau khi phú ông đi ra thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói, cầu Bồ Tát ban cho con ít tiền, người nhà con lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền à. Cầu xong, ông dập đầu đứng dậy, nhìn thấy một túi tiền rơi trên mặt đất. Người nghèo thốt lên, Bồ Tát quả thật hiển linh rồi. Ông cầm túi tiền ra đi, kẻ lang thang muốn mở miệng nói. Không phải hiển linh, đó là đồ của người ta đánh rơi. Nhưng anh lại nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Lúc này, một người ngư dân đi vào, ngư dân cầu xin. Cầu Bồ Tát ban cho con bình an ra biển không gặp sóng gió. Đoạn dập đầu đứng dậy, ông vừa muốn đi lại bị phú ông túm chặt. Vì túi tiền hai người đánh nhau túi bụi. Phú ông cho rằng người ngư dân đã lấy túi tiền mà ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng, không có cách nào chịu đựng nổi. Kẻ lang thang không thể nhìn được nữa, anh ta liền hô to, dừng tay. Rồi đem chân tướng nói ra cho họ, tranh chấp nhờ đó mà đã yên. Lúc này Bồ Tát mới nói, người cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Người hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi, người mở miệng tự cho mình rất công bằng. Nhưng người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa cho người thân. Người giàu không có cơ hội tu đức hạnh. Người ngư dân ra biển gặp sóng gió chôn thân dưới đáy biển. Nếu người không mở miệng, mạng sống, người nhà kẻ nghèo kia được cứu. Người giàu tốn chút tiền
nhưng giúp người khác mà tích được đức, người dân cũng bị dây dưa, không cách nào lên thuyền tránh được mưa gió, có thể còn sống sót. Kẻ lang thang im lặng ra khỏi chùa, rất nhiều sự tình nó thế nào chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn khi đối mặt với sự việc. Ai có thể biết rõ kết quả gì sẽ xảy ra chứ? Yên lặng và theo dõi diễn biến chính là một loại năng lực, thuận theo tự nhiên là một loại hạnh phúc. Con người một khi so đo, tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc, bị mê lạc quá lâu sẽ tạo thành gánh nặng. Đường đời mưa gió gập ghềnh, nhưng nếu không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng qua đi, mọi sự đều đến rất tự nhiên. Đời người có hàng trăm hình dạng tâm thái khác nhau, nhưng thuận theo tự nhiên là tâm thái thích hợp nhất. Kỳ thực, vạn sự không cần quá để ý, khi nắm trong tay thì nên quý trọng, một khi mất đi cũng đừng quá tiếc nuối. Quá quan tâm hay để ý quá nhiều sẽ khiến niềm vui trong cuộc đời giảm đi một nửa. Xem nhạt một chút sẽ thấy cuộc sống phong phú và nhiều màu sắc hơn. Có duyên không có vận hay có vận không có duyên đều là sự thiếu sót, sự không tròn đầy trong sinh mệnh. Đừng để nó trở thành vật cản làm hoang mang và làm cho con đường đời của bạn trở nên mịt mờ. Có thất bại sẽ có thành công, có hoàn mỹ sẽ có tiếc nuối. Thà rằng hãy để hết thảy thuận theo tự nhiên, bảo trì tâm thái thuận theo tự nhiên để đối mặt với cuộc sống, đối mặt với mọi sự vật con người gặp được trên đường đời. Đời người giống như nước chảy, mây trôi, những thứ đã qua, giống như nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Điều chúng ta có chính là hiện tại, nên là một người quên đi cực khổ từ trong sự khuyết thiếu và vỡ nát mà học được cảm tạ. Trong cuốn sách Đường đời trống rỗng, nếu như chúng ta có thể lặng lẽ viết thêm vào đó chính bản thân mình, nhuộm thêm những sắc màu khác nhau, vẽ nên những tia pháo hoa rực rỡ, đến một ngày nào đó linh hồn và cuộc đời chúng ta sẽ tròn đầy viên mãn. Trong cuộc sống, kỳ thực có rất nhiều người, và việc mà chúng ta cho dù có muốn chạy thoát cũng không chạy thoát khỏi, không muốn nghĩ cũng vẫn phải nghĩ. Những điều này được gọi là duyên, thứ mà con người sợ không được. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân quý, quý tiếc duyên. Lúc duyên đi thì nên thuận theo duyên. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Thế gian không ai là hoàn mỹ, mọi người ai cũng đều là từ trong sai lầm và thất bại mà không ngừng lần tìm con đường ra cho mình, mà trở nên thông tuệ hơn, trở nên thành thục hơn và biết nhìn xa trông rộng hơn. Không có ai vừa sinh ra đã hoàn mỹ, không có ai sống cả đời mà không từng phạm phải sai lầm. Chỉ cần không đi cố tình làm tổn hại người khác là tốt rồi. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy sự việc và con người ở cõi hồng trần là càng không phải là buông xuôi, chỉ theo đuổi sự vui chơi, giải trí, mà chính là bồi dưỡng một tâm thái bình tĩnh, xem nhạt mọi chuyện, xem nhẹ được và mất trong cuộc đời này. Cho dù cuộc đời của chúng ta không thuần khiết, đẹp đẽ như mặt trăng, nhưng trong lòng chúng ta vẫn cần một khoảng không, khoáng đạt, rộng rãi, tiếp nhận tất cả. Duyên đến, duyên đi, duyên như nước chảy. Nước đổ, khó hốt, gương vỡ, khó lành. Huống chi là duyên phận. Cuộc đời ai mà không gặp những điều không như ý, những trắc trở, nhưng điều quan trọng là mỗi người đối mặt với chuyện này như thế nào. Bảo trì được một tâm thái lạc quan, hướng về phía trước, không đặt tâm quá nặng vào chuyện danh lợi, cũng không cố ý theo đuổi, thản nhiên đối đãi với cuộc đời mới là người có trí huệ. Hết thảy những gì xuất hiện trong cuộc đời đều không thể giữ lấy,
chỉ có thể trải qua. Suy cho cùng, chúng ta bất quá chỉ là những vị khách qua đường mà thôi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ vĩnh biệt hết thảy những thứ mà mình gặp trong cuộc đời này. Cho nên, sao phải vì những điều tạm thời ấy mà khổ sở trong lòng, suy nghĩ ngày đêm không yên. Luôn có những cơn gió vào sớm mai, luôn có mặt trời rực rỡ vào lúc hoàng hôn hay những ngôi sao sáng vào đêm hè. Cho nên chi bằng, hãy luôn bảo trì tâm thái, thuận theo tự nhiên mà sống. Có lẽ rất nhiều sự tình trong đời cũng không cần chúng ta phải làm phức tạp đến thế. Và có lẽ nhiều sự tình cũng có thể cải biến thành đơn giản hơn, vui vẻ hơn. Đợi một ngày nào đó, quay đầu lại nhìn, bạn sẽ phát hiện, cho dù là xảy ra sự tình gì đi nữa, thì mặt trời vẫn mọc từ phía đông và biến mất ở phía tây. Rất nhiều sự tình không cần phải so đo, tính toán quá nhiều. Rất nhiều sự tình không cần phải phân rõ ai đúng, ai sai. Tính toán càng nhiều thì sẽ càng mệt. Càng tìm ra ai đúng, ai sai thì sự tình càng trở nên rối ren và phức tạp. Quả thật, được vui vẻ, khỏe mạnh, bình an mới là điều quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống nhiều quanh co này, có thể xem nhạt mọi chuyện, thuận theo tự nhiên thì cuộc đời mới khoái hoạt, an nhiên mà tự tại. Làm mà không cầu. Kỳ thực trong cuộc đời ai cũng có số phận và hoàn cảnh sống khác nhau, nên mỗi người cũng có những con đường khác nhau. Những nguyện vọng, mong muốn tốt đẹp ta có thể lưu giữ, nhưng đừng nên biến mình thành một người vì mục đích mà bất chấp tất cả. Hãy làm việc hết mình cho ý tưởng và những điều tốt đẹp của mình. Nhưng chuyện thành bại thì bạn không thể kiểm soát được hết. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người chỉ là một sản vật của tự nhiên, một sản vật của vũ trụ có những quy luật vô cùng to lớn đang tác động lên con người. Đó là quy luật kinh tế, hoàn cảnh sống, phong thủy, tổ chức của từng người hay thậm chí là cả thiên tai, nhân họa. Tất cả đã tạo nên con đường mà đời người phải đi qua. Con người đơn lẻ đâu thể kiểm soát được những điều lớn lao đó. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi được một đôi điều trong cuộc sống và số phận của mình. Nhưng bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn khi không tìm cách đoạt lấy. Hãy buông những điều mình truy cầu xuống để bạn không bị khống chế trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa cuộc đời, một chuyến đi không bao giờ trở lại. Buông bỏ sự ích kỷ và đố kỵ nhỏ nhen. Có những cuộc sống cơ hàn khắc khổ, cũng có những cuộc sống nhung lụa giàu sang. Những điều làm con người đau khổ phần lớn lại đến từ tâm lý bất bình, từ sự nhỏ nhen của bản thân, từ những điều bạn không bằng lòng trong cuộc sống. Vậy thì bạn chẳng phải nên mở rộng tấm lòng hơn sao? Người ta nói kẻ thù của đời người là chính mình. Quả là đúng như vậy. Ai vượt qua được sự ích kỷ của mình, người đó là người hạnh phúc nhất. Người ích kỷ không có khả năng yêu thương người khác và cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân mình. Sau cùng, hãy sống bao dung. Người ta sống trên đời này, không có ai là không gặp phải chuyện phiền phức, khổ đau, bệnh tật. Cuộc sống quá phức tạp và có rất nhiều điều mà người ta phải tự mình nếm trải. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Họa phúc luôn xoay vần, mà cái đắng cay lại thường nhiều hơn vị ngọt. Ai đó từng nói, người hạnh phúc nhất là người cho đi nhiều nhất. Miếng trầu sau cùng của mẹ. Có những đêm về khuya, khi ngoài trời lạnh lạnh bởi những cơn gió lạ, nó làm ta bỗng nhớ nhiều thứ từ sâu trong ký ức. Cái mà để ta nhớ, nó thường không bình thường, vì vậy nó không bao giờ bị cái thường lấn át hoặc làm mất đi. Nó chỉ nằm đâu đó trong tâm hồn, và đôi khi chỉ một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi cũng làm ta nhớ lại, và mọi thứ như vừa mới diễn ra quanh đây. Chuyện mà tôi nhớ, đó là những ngày và cả những đêm cuối cùng của thế kỷ 20. Những đêm đó,
tôi cùng cả gia đình bên vợ thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện, vì mẹ vợ của tôi vào đó cũng đã vài tuần rồi. Tuổi già và bệnh tật là thành phần tất yếu trong những thứ khổ của con người. Đó luôn là cái chắc chắn phải xảy ra với chúng sinh, nhưng khi nó đến với ta hoặc người thân yêu của ta, thì điều đó càng trở nên bức bối, và mọi người cố gắng làm tối đa mọi cái có thể để đấu tranh giành giật từng giây phút với vô thường. Nằm ở khoa chữa bệnh bình thường khoảng hơn một tuần, thì người ta chuyển mẹ tôi lên khoa cấp cứu. Theo kinh nghiệm của thân nhân những người bệnh nằm ở đây trước cho biết, thì ai chuyển đến khoa này, ắt là bệnh đã nặng lắm rồi. Việc thăm nuôi tại khoa này rất hạn chế, chỉ được phép vào thăm khi hộ lý gọi tên. Đội ngũ y bác sĩ thì luôn bận rộn, hỏi gì họ cũng miễn cưỡng trả lời, cho nên người nhà vốn đã lo lại càng lo lắng gấp bội phần. Đa số thân nhân nuôi bệnh tại đây đều là người ở các tỉnh ở xa, nên nhìn họ lỉnh kỉnh đồ đạc đến tội nghiệp. Người ta lưu trú tạm bợ, nhưng đụng tới cái gì cũng tốn kém. Đơn giản như việc nước uống, đi vệ sinh, tắm rửa cũng phải tốn tiền. Cảnh ngộ ở đây thật đúng nghĩa với câu mà người ta hay nói, cái khổ này nối với cái khổ kia. Ban ngày nếu người nhà lu bu nhếch nhác phía trước cửa phòng cấp cứu đều bị đuổi ra ngoài thẳng tay. Bệnh viện có nơi quy định để thân nhân chờ đợi là phía gần ngoài cổng. Đó là một khoảng sân rộng có mái che. Ở đó có treo cái loa, khi nào bên trong gọi tên bệnh nhân thì người nhà mới được vô, để bác sĩ đưa toa đi mua thuốc hoặc dặn dò những điều cần thiết. Buổi tối, từ 6 giờ chiều trở đi thì có phần dễ dãi hơn. Lúc đó, người nhà mới lần lượt kéo tới ngồi hay nằm vật vã chờ phía trước khoa cấp cứu. Ban đầu lúc mới vô thay ca túc trực với anh em trong nhà, thấy cảnh này tôi nản lòng lắm. Rồi dần dần mới hiểu và thông cảm được, bởi lý do chính là bệnh viện quá tải vì bệnh nhân đông quá. Theo quy định thì hàng tuần vào chiều thứ năm, khoa cấp cứu đều có cuộc họp với thân nhân để thông báo tình hình. Tuần đó khi bắt đầu buổi họp, ông bác sĩ chủ trì nói: "Chúng tôi không có thời gian để trả lời hết mọi câu hỏi của người nhà, vì vậy chỉ trả lời trong buổi gặp mặt hôm nay, mong rằng người nhà hợp tác với bệnh viện." Đến lượt tôi được hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ tôi, vị bác sĩ này nói: "Câu này tôi trả lời chung cho tất cả bệnh nhân ở đây, là nếu ai hỏi bệnh nhân A hay B ra sao, tôi chỉ dám nói tình trạng của người đó trong vòng 5 phút tới, còn xa hơn nữa thì không dám chắc. Nằm ở khoa này, tính mạng bệnh nhân chỉ tính bằng giờ. Chúng tôi sẽ đưa ra mọi biện pháp cứu chữa, khả năng tài chính đến đâu là phụ thuộc vào gia đình. Nếu không còn khả năng thì bác sĩ cũng đành bó tay." Có một hôm trực trong đó, bà chị đưa cho tôi giữ 20 triệu để chi phí. Vậy mà cứ mua theo toa thuốc yêu cầu từ sáng đến khuya thì hết nhẵn tiền. Có những loại thuốc đặc biệt mà bệnh nhân ở đây cần, nhưng nhà thuốc không có sẵn, phải hẹn lại và tranh thủ cử người ra sân bay đón máy bay mang nhanh từ nước ngoài về mới có. Một buổi tối ngồi ngoài trời trò chuyện với một gia đình quê ở Cà Mau lên thăm nuôi con. Mới thăm con từ phòng cấp cứu ra, ông này gọi điện về nhà kêu vợ bán gấp hết lứa heo để gửi tiền lên mua thuốc cho con. Có gia đình khác ở Sóc Trăng, cha của bệnh nhân kể: "Cả nhà tôi chia ra ở hai bệnh viện, một ở đây nuôi con dâu, một bên Từ Vũ nuôi cháu trong lồng kính. Tôi bán một miếng đất mấy trăm triệu dèo cái hết rồi mà con tôi còn chưa tỉnh. Từ ngày lên đây, con dâu tôi cứ nằm mê man mà chưa tỉnh lại lần nào, chưa nói chuyện với nó được một câu nào. Tình hình này chắc phải bán thêm một miếng đất nữa." Ban đêm, nơi khuôn viên bệnh viện thật buồn, và cái lạnh ngoài trời cuối năm như càng thấm thía thêm cái nỗi khổ sinh lão bệnh tử của con người. Tối đó, vào trong phòng thăm mẹ, tôi phát hiện ra phía đầu giường nằm có cái cửa sổ bằng kính được che màn. Phía bên ngoài là khoảng đất hành lang trống, rộng khoảng 2 mét có trồng cây. Sát đó là bờ tường cao ngăn hai khu vực của bệnh viện. Tranh thủ tôi dán cái màn qua một chút, và từ đó muốn thăm mẹ tôi
tôi chỉ cần lén đi vòng phía sau đến sát cửa sổ nhìn vô là thấy. Tôi chia sẻ cho người nhà mấy bệnh nhân nằm gần đó biết, và họ cũng thăm theo cách như vậy. Ai cũng mừng vì ai cũng lo lắng và quan tâm đến thân nhân của mình. Phòng cấp cứu có máy lạnh chạy luôn luôn, cộng với thời tiết cuối năm se lạnh, cho nên tôi thấy bệnh nhân thường nằm co vì lạnh. Mẹ tôi cũng nằm co như thế. Suốt đêm cũng một hai lần y tá gọi người nhà vào thay chăn vì bệnh nhân thường tiểu ra giường. Mỗi khi được gọi vào, tôi thường đến kệ lén lấy đến hai tấm, một trải trên nệm, một để mẹ đắp. Có bữa y tá phát hiện họ cự nữ tôi vì tiêu chuẩn một người chỉ một tấm chăn mà thôi. Bị la nhưng tôi không giận họ, bởi tôi cố tình lấy hai tấm chăn để mẹ đỡ lạnh. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đâu thể làm gì hơn được nữa. Cho nên mặc kệ dù họ có la, nhưng tôi vẫn lén lấy hoài. Mẹ tôi là người Hà Nội xưa nên biết và thích ăn trầu từ lúc trẻ. Mẹ kể do lúc nhỏ thường têm trầu cho bà ngoại, thấy người lớn ăn rồi nhổ ra nước màu đỏ hay hay, vậy là mẹ ăn thử rồi ghiền trầu lúc nào không hay. Lúc mới vô bệnh viện, mẹ có đem giỏ trầu, nhưng bác sĩ thấy ăn trầu thì la hoài. Vì bác sĩ cấm nên gia đình tôi cũng không cho mẹ ăn trầu. Tối hôm đó khi tôi vào thăm, mẹ rất tỉnh táo, nói chuyện và hỏi han một hồi. Mẹ nói với tôi là mẹ thèm ăn trầu. Nghe vậy tôi mới ra ngoài lấy trầu mang vô ngay cho mẹ. Khi ra lấy trầu, bà xã tôi nói: "Mang vô bác sĩ la chết." Tôi nói: "Không sao đâu, đến giờ này mà sợ gì nữa." Tôi giấu miếng trầu trong túi áo để mang vô. Y tá trực không cho vào phòng và nói mỗi buổi tối chỉ cho thăm một lần thôi. Để tìm cách vô cho bằng được, tôi buộc phải nói dối là tôi bị đánh rơi cái bóp, không biết có rớt trên giường không, cho tôi vô kiếm. Vậy là y tá buộc phải cho tôi vào phòng. Vào bên trong, tôi đưa miếng trầu có đầy đủ cả vôi và thuốc xỉa cho mẹ. Mẹ tôi cầm miếng trầu và mặt ngời lên niềm vui. Mẹ cầm nhưng đâu có ăn được nữa. Sáng hôm sau, gia đình tôi bị bác sĩ cằn nhằn một trận vì dám mang trầu vô phòng cấp cứu. Bác sĩ la vì phát hiện có miếng trầu trên giường bệnh. Đêm hôm sau, y tá lại gọi vô thay ra giường. Tôi vào trong đó, thật bất ngờ mẹ tôi lại tỉnh táo rất lạ lùng. Mẹ hỏi thăm từng đứa con, đứa cháu, hỏi han việc nhà. Thấy mẹ lạ quá, tôi mới hỏi: "Nằm trong này một mình mẹ có sợ không?" Mẹ trả lời: "Mẹ buồn nhưng không sợ vì mẹ thường niệm Phật." Nói xong, mẹ chỉ sợi dây vải có hình Quan Thế Âm mà mẹ đeo nơi cổ, rồi nói tiếp: "Sợi dây này con thỉnh nó chùa về cho mẹ hôm mới vô bệnh viện nè. Có Phật bên mình mẹ không sợ gì hết. Vô thường mà con." Nói chuyện một hồi lâu, y tá lại vô nhắc ra ngoài. Trước khi tạm biệt, mẹ tôi lại nói là thèm ăn trầu. Tôi biết mẹ nói điều ấy với tôi vì biết rằng chỉ có tôi mới nghe lời mẹ mà không sợ bác sĩ la. Tôi ra ngoài và lại lấy trầu. Trầu có sẵn vì chiều hôm đó tôi dặn bà xã mua trầu mới cho mẹ. Đợi một lát sau, khi y tá ra kêu người nhà bệnh nhân khác vào, tôi cũng đi theo. Và may quá, lần này y tá đều cho tất cả vào thăm. Tôi lại đưa miếng trầu cho mẹ. Mẹ cầm trên tay một lúc rồi lại mê đi. Lúc đó tôi không biết đó là miếng trầu cuối cùng của mẹ tôi. Và sau cái lần đó, tôi đã mãi mãi không còn được mang một miếng trầu nào khác nữa cho mẹ. Nhìn mẹ nằm mê man trên giường, tôi chỉ còn biết niệm Phật, cầu mong cho mẹ an lành. Thăm xong, tôi ra ngoài và bà xã tôi nói: "Ngày mai thế nào bác sĩ cũng la nữa. Thôi kệ, la mấy nữa cũng được." Chiều hôm sau tôi vào thăm thì tình hình sức khỏe của mẹ tôi đã xấu đi nghiêm trọng. Mẹ chìm sâu vào hôn mê. Tôi tìm quanh chiếc giường trải ra trắng toát ấy nhưng không thấy miếng trầu đâu cả. Tôi chợt nghĩ, sao hôm nay bác sĩ không la? Tìm một hồi, tôi thấy dưới chiếc gối mẹ nằm có miếng giấy vệ sinh đã gói lại. Tôi mở ra xem, thì trong đó là miếng trầu. Trước khi hôn mê,
Có lẽ sợ bác sĩ rầy nên mẹ đã gói miếng trầu vào trong miếng giấy ấy. Chính vì vậy mà bác sĩ không biết. Vì khi thấy giấy vệ sinh cuộn lại, ai cũng nghĩ nó dơ, nên hơi đâu mà kiểm tra trong đó là thứ gì. Tôi biết khoảng thời gian bệnh nặng, mẹ đã không còn ăn trầu được nữa, nhưng vẫn muốn có miếng trầu. Miếng trầu khi ấy, nó không phải là một thú vui hay phải ăn để thỏa mãn cơn thèm, mà nó chính là sự thể hiện tình cảm của con và mẹ một cách gần gũi nhất. Chiều ý mẹ đến những phút giây sau cùng, nó khẳng định không có gì ngăn cản được tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, trong một thoáng chốc, tôi bỗng nhớ lại từ lần đầu tiên gặp mẹ. Lúc đó tôi gọi bằng bác, và cũng mất một thời gian, tôi mới quen khi chuyển từ gọi bác sang gọi mẹ. Nhưng với tình thương không phân biệt, chẳng bao lâu tôi đã có thêm một người mẹ, và tôi cũng không nhớ mình là con rể. Tình yêu ấm áp của mẹ đã chan hòa và xóa hẳn những danh xưng đó trong tôi từ lâu rồi. Mẹ chìm vào hôn mê sâu và chỉ tỉnh lại khi đã về căn nhà thân yêu với đầy đủ con cháu. Hai hôm sau thì tôi vĩnh viễn mất đi một người mẹ thương yêu. Người mẹ mà những lúc khó khăn nhất khi chỉ có một cái bánh cũng chia đều cho các con. Là một người con, dù là con rể, tôi vẫn nhận ra khi một người mẹ ra đi thì thế gian này sẽ mất đi nhiều điều đẹp đẽ, êm đềm. Mất mẹ là sự mất mát lớn nhất của mỗi người con trên thế gian này. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng.